Con ra đây. Đàn 4 cho con của Hana. Đi, ra đây, ra vườn. Gọi con ra đây. Đâu rồi? Hana, vào trong gọi con ra. Gọi con ra đây. Hana vào gọi con ra đây đi. Vào gọi con ra đây chơi cùng. Gọi con ra đây. Nào mấy đứa ra vườn chơi đây. Ờ, ra đây. Mấy mẹ con lên đây, đúng rồi. Gọi con lên đây. Đấy, bảo mẹ gọi con ra đây chơi nào, nó vào nó gọi đấy. Đi vào đây, ra đây đi. Hana. Hana, gọi cho nó ra đây. Loki cũng đòi ra đấy. Đúng rồi, gọi cho nó ra đây, ok. Trèo hết lên trên này. Ra đây chơi cho nền đất nó mát. Trong kia nền xi măng. Trời nóng, nó nóng lắm. Vẫn còn hai đứa, vẫn còn đang thì đi liếm rêu. Đấy. Con của Hana. Nào, Hana không nô thế, con nó lại ướt hết đầu đấy. Liếm vừa phải thôi. Gọi con lên đấy. Gọi con lên. À, thằng đực có tí vệt trắng đấy. Hôm trước quay là nó bị ướt. Hôm trước quay là nó bị ướt lông đầu vì mẹ nó liếm. Hôm nay nó không ướt rồi. Đây, hai được đấy. Đàn này cũng sẽ là một cái đàn sẽ có cái khung rất là to. À, vì bây giờ nó cũng vẫn hoàn toàn lông bông. Nào. Chúng nó thích chơi ở đằng kia. Hana gọi cho nó ra đây. Ra hẳn chỗ này chơi. Nô mẹ đấy. Đây. Ra đây. Nô vừa thôi, trời nóng đấy. Hai thằng đực nó cái độ vận động nó nhiều hơn. Đực nó tầm này nó bắt đầu là nó có cái thể hiện cái tính cách của con đực. Nó có một cái độ theo kiểu là nó để nó thể hiện cái quyền lực. Bắt đầu có sự cạnh tranh giữa các con đực với nhau và giữa con đực với con cái. Đây, cho mẹ mà nếu mà chủ mà cứ ngồi ở đây là cho mẹ cứ nằm ở đây với chủ thôi. Rồi, đây. Hai con cái sau khi uống nước xong thì bắt đầu vào giờ nô. Cái con đực nó có một cái tí vệt lông trắng ở cổ này thì nó rất là mỏng. Chắc chắn là lớn lên nó sẽ bay. Con cái bản thân cái vệt lông trắng của con cái cũng vậy nhá. Đàn này nó có hai con nó có tí vệt trắng. Nhưng lớn lên nó sẽ bay. Vì nó không phải là mảng. Nó chỉ là lông trắng sợi thôi. Đây, cho mẹ thì bắt đầu rụng lông rồi này. Rất lông này. Chuồng đang rất nhiều lông. Và lông của mẹ rụng. Cũng vào chớm vào mùa hè bắt đầu thay lông mà đẹp. Được. Hôm nay là cỏ phát đi rồi. Đây là con cái có vẹt lông trắng. Chưa có chủ. Đực có vẹt trắng cũng chưa có chủ. Còn hai con mà không có vẹt trắng thì có chủ rồi. Ừ.
chúng nó thì về to con thì nó sàn sàn như nhau, đàn nó đều chó. Bắt đầu đi tìm những cái cỏ có thể ăn được đấy. Rồi. 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 Đấy. Thôi Hana nằm xuống. Không thì ra chơi với con đi. Chào mấy đứa. Ok, thôi Hana Yên, Hana ra kia chơi với con. Đấy Yên, để anh chơi với chúng nó một tí. Rồi chơi với Hana sau. Chơi với Hana trước, nãy giờ chán rồi còn gì đấy. Ừ, đây là thằng Đực có vẹt lông trắng này. Nó chỉ một tí trắng thôi. Gọi là nó có vẹt lông trắng để cho nó phân biệt với con Đực, nó không có vẹt trắng thôi. Đây là thằng Đực không, thằng Đực mảng nét. Đàn này cũng sẽ là một cái đàn chó to con. Ra kiếm xem còn tí sữa, mẹ còn tí sữa nào không? Xin mẹ tí sữa nào. Yên nào, để anh xoa cho con tí. Hana nằm yên đấy, nằm yên xuống, nằm xuống. Một là ấy, hai là Hana nằm xuống để cho con nó chơi. Nhưng mà con nó vào đây là phải để yên để cho anh xoa. Chứ con nó vào đây là lại dậy, nhóm dậy để chú xoa thì nó còn nói năng gì. Đây là thằng thằng Đực có chủ này. Đây này. À, nó đứng đằng sau. Đây, ở đây. Nét. Đây là con cái có vẻ trắng, chưa có chủ. Đấy. À đây. Hai con chưa. À đâu. Hai con cái. Hai con cái. Đây hai đực. Cái này. Đực này. Đực này. Đực đấy. Rồi. Bọn này là người lớn lên là sẽ khung hình sẽ rất là đẹp. Đây. Em Đực nét này. Thôi Hana, ừ giờ để yên để anh xoa con tí. Chó nó quấn chủ lắm. Nếu mà bình thường mà mình ở nhà suốt đây, mình có thời gian cho chúng nó thì con mẹ nó sẽ nhường con nhiều hơn. Nhưng mà vì là đây là mẹ cũng ít được gần chủ, đợt này chủ bận. Thành ra là khi thấy chủ xoa con là mẹ cũng nhoi vào để chủ xoa. Đây, nóng rồi, chúng nó muốn vào trong chuồng nằm rồi. Ra chơi một tí là nóng rồi. Thôi đi vào trong chuồng đi. Vào trong chuồng nằm đi, nghỉ một lúc rồi còn ăn chiều. Ok. Quay cho mọi người xem cái con cún con ngày hôm nay. Đấy, đàn này thì còn một đực một cái. Mọi người mà ai mà nuôi thì
liên hệ qua điện thoại Zalo 0981115000 nhé. Đàn này thì chó con ở mức tốt và mức khá tốt, giá cao hơn đàn 6 con. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Đây là cún con là mình thả ra là mình để nó nô nghịch bẩn này, chứ không có lau, không có tấy gì cả. Nếu mà lau cho chúng nó sạch lông thì nhìn chúng nó sẽ đẹp hơn nhiều, đẹp hơn, bóng hơn. Còn đây là lông, để nguyên lông của nó là lông nó sẽ có một cái độ bẩn. Đây, về mọi người mà nuôi một mình chúng nó không có nô nghịch gì thì sau vài ngày sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn hẳn. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Để cho chúng nó vào, không nóng quá. Đây này, chủ mút mắt mồ hôi rồi, trời nó nóng. Núi trời rồi, đấy, hạ cánh đấy. Con đực của cái đàn kia, nó chân nó như thế là cũng vì là nó hạ cánh theo cái kiểu vậy đấy. Đây này, hạ cánh này, phi vội này, vừa mới ra một tí đã có con đã tập tễnh chân rồi đấy. Nó phi từ trên xuống như nó phi vội, đau một hai lần rồi sẽ rút kinh nghiệm nhẹ nhàng. Ok, đi vào trong chuồng đi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.